Chào quý vị, mọi nội dung trên kênh này đều được bảo vệ bản quyền trí tuệ. Vui lòng không sao chép hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của video để tránh những hậu quả không mong muốn. Xin cảm ơn. Chào quý vị, cái video này có hai đề tài mình muốn chia sẻ cũng như cập nhật. Đến quý vị, uh, tăng tiền hưu SSI bệnh an sinh xã hội tăng bao nhiêu? Và cái thứ nhì là liên quan đến SSI, Medicare, Medical, cách nào đi Việt Nam uh, 3 đến 6 tháng hoặc là hơn mà không bị cắt tiền SSI? Ha? Ở đây mình muốn trả lời một câu hỏi uh, cũng nhận được một, một thời gian rồi và trả lời theo thứ tự và có một câu hỏi uh, vừa nhận được thì cũng liên quan đến đi Việt Nam uh, ở thời gian dài 3 tháng trở lên mà SSI của mình không bị cắt. Ha? để mình uh, trước khi mà mình trả lời câu hỏi và đọc câu hỏi để quý vị thấy đó thì mình muốn trả lời của hai quý vị liên quan đến ssi thì uh, có gửi và hỏi rằng là có cách nào mà ở bên trong có thể giúp giùm vừa sang mỹ hai vợ chồng vừa sang mỹ được 4 tháng uh, anh chị ở tuổi cao con bảo lãnh nhưng mà con thì uh, vừa không có việc làm có nghĩa là vừa uh, mất việc thì có thể cái tình trạng đó là cái tình trạng ngoại lệ để mình uh, trên 70 tuổi hai vợ chồng trên 70 tuổi được con bảo lãnh sang có thể nộp cho SSI được hay không có nghĩa là tiền trợ cấp SSI đó thì cái này không có cái tình trạng ngoại lệ để nộp cho chương trình SSI được nha và đặc biệt khi mà mình được bảo lãnh từ người thân ở việt nam hay ở một quốc gia nào khác đó à, mà sang mỹ thì à, cái phần hỗ trợ về cái phần tài chính thì đảm nhận từ cái người bảo à, lãnh mình sang và khi nói về chương trình ssi đó thì mình phải đáp ứng được vài điều kiện an sinh xã hội đưa ra ví dụ như mình phải có quốc tịch mỹ ssi đó là phải có quốc tịch mỹ hoặc là mình lãnh tiền ví dụ như tiền hưu từ hồ sơ của mình đã làm việc và đóng thuế rồi và cái tiền ấy không quá cao thì mình được bổ sung thêm cái chương trình trợ cấp SSI cho cao lên ha. SSI tối đa liên bang năm nay là 943 đồng một tháng cho một người và vợ chồng là 1.415 đồng một tháng mức tối đa nha và tùy theo tiểu bang nào mình ở thì có thể được bổ sung thêm cái mức tiểu bang nữa ha. trở lại trường hợp này đó thì không có thể nào mà giúp anh chị trong cái tình trạng này được nha à, nó không có cái quy định an sinh xã hội không có cho phép cái tình trạng ngoại lệ uh, như vậy ha Alright. muốn đi tiếp cái câu này liên quan đến tiền SSI Medicaid và Medical quý vị thấy đó những cái chương trình này và đặc biệt khi mình lãnh SSI tự sinh xã hội và có cái Medicaid Medical đi cùng đó, thì một số quý vị nộp cho SSI thì cũng là một cái đơn nộp cho SSI thì được uh, cú cứu xét cho cái Medicaid và Medicaid luôn ha. Thì những cái điều lệ đó là khi mình rời khỏi Mỹ, bất kể mình đi quốc gia nào, mà mình rời mà 30 ngày trở lên, trên 30 ngày đó, thì không có còn đủ điều kiện để mà được lãnh cái chương trình này nữa. Có nghĩa là báo cho anh sinh xã hội, để an sinh xã hội biết để mà họ làm việc và có hồ sơ của mình để tạm dừng sau này mình quay lại uh, ở Mỹ tiếp tục ba uh, liên tục 30 ngày thì sau đó thì anh sẽ xã hội mới xét đã hồi phục lại rồi. thì nếu mình có cái Medicaid hay là cái Medicaid đi cùng cũng bị ngừng luôn ha những quý vị mà có riêng thì hãy liên lạc tới bang của mình ví dụ như không có cái SSI tiền SSI an sinh xã hội thì liên lạc tới bang của mình nếu mình chỉ có Medicaid hay là Medicaid thôi để họ biết à, uh, nhưng nếu mà mình không báo đó nha thì sau này có nhiều quý vị không báo đó sau này đi về an sinh xã hội vẫn chưa biết, có nghĩa là chưa làm việc đến hồ sơ của mình chứ không phải là không biết nha. Khi mình làm việc mình thấy có rất nhiều trường hợp mà cái thông tin được gửi đến an sinh xã hội có nghĩa là gửi đến cái hệ thống an sinh xã hội rồi nhưng mà chưa làm việc đến hồ sơ của mình. Bởi vì khi mình rời khỏi Mỹ, ngoại trừ là mình đi chui ra khỏi Mỹ thì cái thông tin ấy nó không được cập nhật uh, đến những cơ sở liên bang của Mỹ và đặc biệt là khi mình lãnh SSI thì sẽ có sự kết nối và cập nhật cái thông tin ấy đặc biệt là một người mà lãnh những cái trợ cấp như vậy đó, thì mình ra khỏi Mỹ hợp pháp là những cái thông tin ấy sẽ được cập nhật nhưng mà tùy theo hồ sơ nha nhiều quý vị rời khỏi uh, Mỹ nhiều lần có nghĩa là mình lãnh SSI đi rồi bây giờ mình đi 2 uh, tháng mình không báo có thể là mình cố ý mình không báo hoặc là mình không biết để mình báo rồi mình về mình thấy ủa sao của tôi vẫn hoạt động như thường đâu có sao đâu rồi năm tới tôi tôi, tôi uh, tiếp tục đi nữa cũng vậy nữa không sao hết ha. nhưng mà hãy lưu ý có nhiều trường hợp mà quý vị cũng thấy đó mình cũng chia sẻ một số video có nhiều quý vị năm mười mười mấy năm sau đó an sinh xã hội mới xét đến cái hồ sơ đó rồi bắt đầu kêu trả cái tiền ấy lại rồi mình phạm một số cái quy định mà cái 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 chương trình này đưa ra, nghĩa là mình không cập nhật khi mình rời khỏi Mỹ như vậy thì một số quý vị lại bị những cái án khác uh, cộng vào cái phần tiền mà đòi lại nữa, có nghĩa là án tù Nên khi mình rời mà trên 30 ngày trở lên, mình thấy năm nào mình cũng đi mà mình không bị gì hết thì hãy lưu ý sớm muộn gì cái hồ sơ mình cũng sẽ làm việc đến đó ha. Thì ở đây đó mình muốn trả lời cái phần này hồi nãy giờ mình trình bày để trả lời cho hai câu hỏi này câu thứ nhất để mình lấy ra đây đọc right. câu thứ nhất là chào kênh xã hội USA tôi đang có kế hoạch về Việt Nam chơi hơn 3 tháng nhưng lo lắng về việc có thể bị cắt tiền SSI Medicaid tiểu bang tôi gọi là Medicaid có nghĩa là quý vị này ở California đó kênh có thể tư vấn cho tôi cách nào để tránh bị ảnh hưởng đến các phúc lợi này khi rời Mỹ khoảng chừng 3 đến 6 tháng hay không. Tôi đã nghe rằng có một số biện pháp nhất định có thể giúp duy trì các phúc lợi này mà không bị gián đoạn. Xã hội USA chắc có kinh nghiệm hoặc biết về những quy định cụ thể nào không. Xin chia sẻ. Cảm ơn rất nhiều. Thì không có cái quy định nào mà ngoại lệ cho cái tình trạng mình rời khỏi Mỹ trên 30 ngày hết ha. Và ở đây thì mình cũng trả lời cho câu của một quý vị gửi đến à, gần đây nha, cái câu mà mình vừa đọc là ở một thời gian à, cũng khá khá rồi. Và hôm nay thì đến lượt mình trả lời cái câu đó. Còn cái câu gần đây bởi vì cũng về đề tài này luôn nên mình sẽ trả lời trong đây luôn là câu này à, hỏi rằng là xin chào anh, à, tôi thấy có một người Việt Nam là họ đang lãnh tiền trợ cấp SSI. Nghe họ nói là họ về Việt Nam chơi. Họ ở tới 3 tháng mà họ không cần khai báo cho an sinh xã hội Mà năm nào họ cũng về như vậy Xin anh cho biết thêm về lực của SSI Thì đó là cái luật của SSI đó Hồi nãy giờ mình chia sẻ đó Là khi mình rời khỏi 30 ngày là không còn đáp ứng được điều kiện để mà lãnh nữa Mình cố ý mình để để mình lãnh như vậy Thì sau này là cái hồ sơ mình sẽ được làm việc đến ở cái thời gian sau Và đặc biệt là trong thời gian mấy tháng qua thì anh xin xã hội siết chặt những cái, uh, cái 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 điều lệ liên quan đến những cái chương trình này để mà tránh cái tình trạng trả hấu rồi sau này đòi lại ha. Và cái mà mình khuyên quý vị thường lưu ý đó là bất kể mình đi Việt Nam mình có SSI đó. Mình đi Việt Nam hơn 30 ngày hay là trong vòng 30 ngày cũng vậy nữa là hãy lưu ý bởi vì SSI có thử, sự giới hạn thu nhập và tài sản tài sản một người là 2.000 đồng vợ chồng là 3.000 đồng đó. thì khi mà mình thực hiện cái chuyến đi như vậy đó mặc dù là trong vòng 30 ngày nhưng mà cái chi phí của chuyến đi đó ra sao rồi những cái chi phí mình có ở bên Mỹ thì ra sao hết làm sao mà chi trả à, mình cũng thường đưa ra cái ví dụ đó chẳng hạn như là mình cho ví dụ là mình đi nha mình mình đang nhận SSI ha, trong nhà băng của mình mình chỉ có ngàn đồng thôi thì an sinh xã hội mới thấy ngàn đồng này trong nhà băng đây là mình đang dùng mình làm ví dụ không quý vị rồi bây giờ mình lãnh SSI uh, 900 đồng tháng đó. có nghĩa là nhà băng của mình luôn nằm ngàn đồng thì 900 đồng tháng này vào nữa là mình có ngàn chín rồi những chi phí mình cũng vòng vòng 900 mình xài hết 900 đó cho chi phí thì coi như là cái tiền này mình xài hết mỗi tháng như vậy ha ngàn đồng thì nằm trong đó nhưng mà khi mình có cái chuyến đi Việt Nam Bất kể là trong vòng 30 ngày hay là hơn 30 ngày Mà chuyến đi này mà khi ăn sinh xã hội Thấy rằng là mình có chuyến đi như vậy Mà khi hỏi đến cái chi phí Mình nói uh, rằng là chuyến đi này tốn uh, 3.000 Thì đây là cái mà anh sinh xã hội sẽ hỏi mình Hỏi rằng oh, 3.000 đồng Ủa nhà băng nói có ngàn đồng Vậy 3.000 đồng này đâu có ra sao ha Rồi chi phí bên Mỹ rồi ra sao vân vân ha thì thậm chí đó khi mình đi trong vòng 30 ngày thì mình còn tiếp tục lãnh 900 đồng này để trả những chi phí ở bên Mỹ uh, mà mình có nhưng mà chi phí chuyến đi này 3.000 đồng này vượt quá cái tài sản mình có ngàn đồng này thì ra sao mà đôi khi mà mình đi như vậy mà 1.000 đồng của mình trong nhà băng cũng không có lay động gì hết thì đó là cái câu hỏi mà anh xin xã hội có thể hỏi ha uh, và cái khác nữa là một số quý vị nhỉ, khiếu nại nói rằng à, tôi đi trong vòng 30 ngày tôi lãnh SSI à, tại sao xin xã hỏi cắt luôn cái tiền bệnh của của tôi nha. Thì SSI tùy theo mình lãnh qua à, một trong hai cách, một là mình 65 tuổi trở lên hoặc là mình lãnh bởi vì à, mình tuổi mình chưa đến 65 mà mình có tình trạng bệnh tật. Thì bệnh tật mình mình cũng thường chia sẻ cái này và có vài câu hỏi cũng hỏi về cái đề tài này là khi mình thực hiện chuyến đi như vậy đó một chuyến đi dài ví dụ như là mười mấy tiếng hay là hai mươi tiếng trên máy bay như vậy rồi đi hai mươi ngày đó, mặc dù trong vòng ba mươi ngày nhưng mà đi hai mươi ngày này cái căn bệnh của mình đó trong hồ sơ an sinh xã hội mình cập nhật rằng là mình không thể thực hiện chuyến đi xa đó, không thể ngồi không thể đi tới đi lui thực hiện chuyến đi xa như vậy rồi mình phải cần điều trị hàng tuần mà bây giờ mình không điều trị mà mình vẫn ok thì sao? là một số quý vị khi mà xét ra hỏi rằng, ở đi với ai ở tôi đi một mình, bây giờ mình đi đứng ở bên đây thì mình báo là mình không thể đi đứng tự một mình được, giờ mình đi một mình mình rồi mình có những cái hoạt động mà thấy nó không có phù hợp với cái 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 cái, cái um, thông tin mà mình cung cấp với anh sinh xã hội thì đây là một cái dấu hỏi ha quý vị. Và về cái SSI đó là mình đi trong vòng 30 ngày hay là hơn 30 ngày cũng vậy nên cập nhật với an sinh xã hội để họ xem từng cái hồ sơ để mà giải quyết phù hợp với cái hồ sơ của mình. Đó. Còn đi mà không báo thì sau này sớm muộn anh sinh xã hội làm việc đến hồ sơ của mình. Hệ thống cập nhật nhưng mà nhân viên thì có thể chưa làm việc đến có một số trường hợp thì cái hệ thống cập nhật là tự báo cho mình nhưng mà một số trường hợp thì phải cần nhân viên an sinh xã hội phải cần họ nhìn qua cái hồ sơ đó và làm việc đến thì có thể là cái thời gian đó là sẽ đến cái hồ sơ mình sau này thì mình lãnh hấu rồi kêu uh, hoàn lại uh, hay là cắt những cái uh, phúc lợi này của mình uh, luôn ha và khi mà mình không có mà mà tuân theo những cái điều lệ trong như vậy đó thì uh, sẽ có những cái mà cái giải pháp mà có thể là mình sẽ gặp rắc rối ha. Alright. Cái kế tiếp là liên quan đến quý vị thấy từ tháng 1 đến bây giờ đó à uh, để coi tháng 1 năm nay 2024 nếu quý vị nào mà lãnh bất cứ tiền gì từ an sinh xã hội năm rồi đó nha 2023 thì đầu năm mình được tăng thêm 3.2 thì thường thường hàng năm an sinh xã hội đưa con số này ra vào tháng 10 có nghĩa là năm rồi họ đưa con số cái phần trăm tăng này vào tháng 10 của năm rồi 2023 để áp dụng cái 3.2% này được tăng vào cái phúc lợi, quyền lợi mình lãnh à, từ đầu năm 2024 ha. Thì đó, từ tháng 1 đến bây giờ thì có nhiều cơ quan họ tiếp tục ước lượng rằng là khiến sinh xã hội sẽ thông báo vào tháng 10 năm nay đó, 2024 cho những cái tiền gì mình lãnh tượng sinh xã hội được tăng áp dụng từ tháng 1, 2025 là ra sao ha thì họ áp dụng từng tháng từng tháng dựa theo những cái dữ liệu về uh, vật giá của những sản phẩm nhu cầu cần thiết trong đời sống thì họ nhìn tới cái thời điểm thời điểm hàng tháng để mà họ đưa ra cái con số ước lượng là bao nhiêu ha chẳng hạn như mấy tháng qua quý vị nghe là nào là một chấm mấy rồi lên tới ba chấm hai phần trăm rồi lùi xuống hai chấm sáu rồi quý vị nghe những con số này con số kia uh, 2.66 Rồi nào là tháng rồi Thì quý vị nghe con số là 2.57 Phần trăm Rồi bây giờ là tháng 7 Có một số quý vị cũng nghe Và hỏi anh sinh xã hội Thì đây không phải là những cái con số tượng sinh xã hội nha Chẳng hạn như hiện tại bây giờ đó Thì những cái nơi mà có những cái thông tin này đó Thì họ so sánh Để mà đón coi sẽ, họ sẽ tăng bao nhiêu đến cái thời điểm cái dữ liệu mà họ có đến thời điểm hiện tại thì gần đây nhất là quý vị nghe con số là 2.63 và tùy theo nơi nào quý vị nghe có thể là có sự trên lệch một tí nha nhưng uh, có vài cơ quan họ nhìn vào những cái thống kê như vậy chẳng hạn như hiệp hội cao niên uh, nơi này nơi nọ vân vân thì khi mà quý vị nghe 2.63 đó hoặc là vòng vòng như vậy đó ước lượng rằng là tiền sinh xã hội sẽ tăng như vậy thì đó là không phải là an sinh xã hội đã vừa thông báo hả, quý vị và đây là con số mình muốn cập nhật uh, với quý vị đến quý vị ở cái thời điểm này thì an sinh xã hội có khả năng là họ sẽ không có đưa ra cái phần trăm tăng rất là cao uh, như những năm qua ví dụ như năm rồi mình nghe là 8.7% đó được tăng 8.7% là năm trước nữa là 5.9%. Phần trăm. Rồi năm nay là 3.2%. Thì an sinh xã hội. Khi mà họ so sánh. Thì họ không có nhìn hết giá cả của quyền năm. Mà họ chỉ nhìn giá cả của tháng 7, tháng 8, tháng 9 thôi. Có nghĩa là. Cái giá cả của tháng 7, tháng 8, tháng 9 của năm rồi. Thì họ có rồi. 2023. Thì họ đợi cho đến. Tháng 7, tháng 8, tháng 9 năm nay đó. 2024. 2024 đó, kết thúc có nghĩa là bây giờ đang tháng 7 thì họ đợi cho tháng 8, tháng 9 kết thúc thì tháng 10 đó, 2024 thì họ mới đưa ra các phần trăm tăng bao nhiêu cho năm tới sẽ được áp dụng từ tháng 1, 2025 quý vị và con số chắc cũng sẽ không có cao nha nếu mà một số quý vị nào mà nghĩ rằng là chắc sẽ cao Uh, như 8.7 năm rồi hoặc là 5.9 uh, năm trước nữa thì anh an xin xã hội họ dựa theo cái mức lạm phát của những cái giá cả từ của năm uh, nay cái quý thứ ba tháng 7 tháng 8 tháng 9 năm nay so sánh với năm rồi thôi nên họ so sánh từng năm từng năm như vậy và quý vị cũng thấy là cái mức lạm phát nó không có còn nhiều như cái lúc mà cơn dịch vừa xảy ra đẩy cho những cái vật giá nó tăng lên rất là nhiều rồi sau này cái gói cứu trợ uh, để mà kiềm chế cái lạm phát uh, đưa ra thì uh, giảm những cái cái, cái, cái sự lạm phát nó không còn tăng như lúc trước nữa. Nên nó nằm ở cái thời điểm mà có thể ổn định hơn rồi. Nên năm tới thì có thể là ở cái mức vòng vòng như vậy thôi thưa quý vị. Tuy nhiên những con số này có thể là sẽ thay đổi nha. Đây là những cái sự ước lượng thôi. Thì mình cũng biết rằng đến thời điểm này là tháng 7 rồi còn có hai tháng nữa thôi tháng 8 tháng 9 ngoại trừ tháng 8, tháng 9 có những cái biến cố gì mà đẩy những cái vật giá nó lên rất là cao đó. Thì kiên sinh xã hội có uh, của tháng 8, tháng 9 năm nay cái giá cả để họ mới có thể so sánh. Uh, thì mới có mức chênh lệch rất là cao nha. Không thôi là chỉ vòng vòng 2.6 mấy hoặc là 3 chấm trở lại thôi quý vị. Và quý vị cũng thấy là Medicare, nếu mà mình đang có Medicare mà trả cho cái lệ phí phần B đó. Thì cái lệ phí này năm nay là 174 đồng. 70% cent một tháng. Tất nhiên là những quý vị nào mà có thu nhập của hai năm trước cao thì trả cái giá cao hơn. Nhưng mà đây là cái giá là nhiều quý vị trả thì Medicare sẽ thông báo sau khi sinh Xã Hội thông báo về cái tiền tăng vào tháng 10 này, hả quý vị. Thì lúc đó mình sẽ biết rõ ràng hơn khi mà hai nơi này sinh uh, Xã Hội và Medicare chính thức thông báo, hả quý vị. Alright, đó là hai đề tài mình muốn chia sẻ trong cái video này. Có gì mình sẽ trả lời những video sau. Chào quý vị.